Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng stack trên các dòng Cisco Catalyst 1003 series. Cisco Catalyst 1003 series hỗ trợ tính năng True Stacking tương tự như dòng CBS350 cũ. Tuy nhiên, trên dòng C1003 sẽ hỗ trợ stack lên tới 8 switch và tất cả các mã switch có cổng 10GB thì đều hỗ trợ. Các dòng có cổng uplink 1GB thì không hỗ trợ các bạn có thể xem trong mã sản phẩm, mã nào có ký hiệu ở phần uplink là chữ X, nghĩa là switch đó có cổng 10GB và hỗ trợ stack, còn chữ G thì chỉ là cổng 1GB, 4X nghĩa là switch có 4 cổng 10GB. Hiện nay, Cisco mới chỉ phát hành các mã switch c 1003 cơ bản nên mới chỉ có 7 mã này hỗ trợ. Tuy nhiên, thời gian tới có thể Cisco sẽ phát hành thêm các mã có cổng downlink linh 10GB, tương tự như CBS, thì chúng ta chỉ cần kiểm tra switch có cổng 10GB thì cũng sẽ hỗ trợ stack. Về phần cáp stack thì các bạn sẽ sử dụng cáp DAC hoặc là module quang 10G hỗ trợ trên switch là được. Các module hỗ trợ các bạn có thể xem trong bảng này. Cáp DAC thì chúng ta chỉ cần lựa chọn dựa trên khoảng cách giữa hai switch thôi, có 3 loại là 1, 3 và 5 m. Nếu sử dụng module quang thì chúng ta sẽ lựa chọn dựa trên loại dây quang đang sử dụng và khoảng cách. Thông thường thì các bạn chỉ cần sử dụng mã SFP10G-SR là được. Mã này sử dụng chuẩn quang multimode và khoảng cách lên tới 400 m. Về số lượng stack link thì các bạn cần hai link 10 gig kết nối giữa hai switch là có thể cấu hình được. Nếu các cổng còn lại không sử dụng và có dư mô quang thì các bạn có thể sử dụng nhiều link hơn để dự phòng và tăng băng thông stack. Mình đang sử dụng hai switch c 1003 24 t 4 x để cấu hình. Mô mình đang sử dụng là loại mô đun multi -mod. Mình sẽ sử dụng hai cổng XG3 và XG4 để làm cổng stack. Khi cấu hình stack thì các bạn sẽ cần lựa chọn Unit ID cho từng switch. ID này sẽ liên quan đến bầu chọn thiết bị Active và tên cổng. Thiết bị có Unit nhỏ nhất sẽ là Active, còn tên cổng thì sẽ liên quan khi các bạn cấu hình bằng giao diện dòng lệnh. Cổng ban đầu sẽ là GI1, GI2 cho cả hai switch. Còn khi cấu hình stack thì cổng sẽ là GE1-0-1 cho switch có Unit 1, GE2-0-1 cho switch có Unit 2. Để cấu hình stack thì các bạn vào menu administration. Stack management. Các bạn để ý hình ảnh mô phỏng của switch ở phía dưới. Cổng màu vàng sẽ là stack Còn các cổng màu đen là các cổng mạng thông thường. Các cổng màu xám sẽ không sử dụng làm stack được. Với mã switch 24T-4X thì chúng ta có thể sử dụng 4 cổng quang uplink 10G. Để cấu hình stackport thì các bạn chỉ cần kích chuột trái vào cổng đó trong hình ảnh mô phỏng này là được. Cổng sẽ chuyển sang màu vàng. Để chuyển về cổng network thì các bạn click lại vào cổng. Cổng chuyển về màu đen là ok. Mình sẽ chọn cổng x 3 và x 4 khi các bạn chọn đủ ít nhất hai cổng thì nút Apply and Reboot phía trên sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên thì các bạn nên cấu hình Unit ID cho Switch để dễ quản lý. Mặc định sẽ là Auto. Suất này mình sẽ sử dụng làm suite active nên mình sẽ cấu hình unit ID 1. Nhấn apply and reboot. Tương tự mình sẽ cấu hình suite 2. Unit ID suite này mình sẽ cấu hình là 2. sẽ khởi động lại. Các bạn chờ khi tiến trình này hoàn tất. Ok, các Switch đã khởi động xong. Mình sẽ đăng nhập lại vào Switch. Sau khi stack thành công thì các bạn có thể thấy hai Switch ở đây. Unit 1 là Active, còn Unit 2 là Standby. Bây giờ các bạn có thể cấu hình các tính năng khác. Ví dụ, mình sẽ vào port setting. Để cấu hình cổng trên các switch trong stack thì các bạn chọn unit ID tương ứng và nhấn go. Sau đó thì cấu hình như bình thường là được. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng stack trên các dòng Cisco Catalyst ba series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.